À, kính chào quý thầy cô, thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách thức mà chúng ta sẽ tạo một bài giảng trên hệ thống mút đồ, à, trên hệ thống mút đồ. thì à, đầu tiên thì chúng ta cần phải truy cập vào cái trang hệ thống mút đồ à, của mình. thì ở đây chúng ta sẽ có cái trang elenin agvc edu vn. thì à, khi mà chúng ta truy cập vào đây thì chúng ta sẽ hiển thị ra được các cái nội dung về login. thì chúng ta sẽ nhập à, cái tên truy cập ở phía trên và mật khẩu ở phía dưới mật khẩu phía dưới ha chúng ta lưu ý thì sau khi chúng ta bấm đăng nhập thì hệ thống nó sẽ đăng nhập vào cái giao diện thế này giao diện thế này thì giao diện này thì chúng ta sẽ có một số cái thông tin sau thì đầu tiên là trang chủ thứ hai là bản tin khóa học phòng thi thì đối với giảng viên thì chúng ta sẽ có ba cái mục này thôi thì để tạo một khóa học mới thì chúng ta sẽ chọn vào một khóa học khóa học ở đây thì nó sẽ có tất cả những khóa học mà chúng ta đã tạo từ trước tới giờ, chúng ta đã tạo từ trước tới giờ, thì muốn chọn một khóa học mới, thì chúng ta sẽ bấm vào cái dấu ba chấm phía trên đây. À, quý thầy cô lưu ý ha, là có cái dấu ba chấm ở đây, dấu ba chấm ở đây. đó thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ tạo ra một cái khóa học mới, khóa học mới. các ừ. cô lưu ý. Ừ. rồi sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào khóa học mới ở khóa học mới quý thầy cô lưu ý đây là khi chúng ta tạo thông tin ban đầu thông tin ban đầu thì chúng ta sẽ có các cái tên đầy đủ tên rút gọn tên đầy đủ và tên rút gọn thì tên đầy đủ chẳng hạn như ở đây em đã hướng dẫn là cái môn dung sai dung sai lắp ghép dung sai lắp ghép thì chúng ta sẽ đánh cái tên nội dung là dung sai lắp ghép vào tên rút gọn thì À, do cái tên chúng ta cũng khá ngắn thì chúng ta có thể lấy lại cái tên này ha à, lưu ý thì tên rút gọn nó có phải có cái mã cô môn học mà chúng ta dạy ví dụ chẳng hạn môn dung sai mã môn học mã môn học là 10 mã môn học là 10 thì chúng ta sẽ đánh vào mh10 mh10 thì tên rút gọn của khoa học đó mã ngành ví dụ cơ điện tử rồi thì chúng ta sẽ à, có cái tên rút gọn như vậy mục đích để làm gì mục đích là để chúng ta dễ dàng kiểm soát các cái à, thông tin. À, chẳng hạn như chúng ta nhìn vô chúng ta sẽ biết rằng là cái môn này của ngành nào, môn này của ngành nào. Rồi về chuyên mục thì quý thầy cô lưu ý thì à, hiện tại thì mỗi người sẽ được cấp một cái chuyên mục khác nhau. À, thì chúng ta bấm vô tìm kiếm thì tại vì ở đây chúng ta chỉ cấp được cái chuyên mục cái à, khoa học tạm này thôi. Còn riêng à, quý thầy cô thì nó sẽ có một cái chuyên mục và có tên họ quý thầy cô ở đây luôn, tên họ quý thầy cô ở đây luôn. Rồi một tiếp theo đó là ngày nhìn có nhìn thấy khóa học hay không tức là chúng ta có công bố khóa học này lên chưa nếu chưa thì chúng ta bấm đóng còn nếu rồi thì chúng ta bấm mở nha trang uh, ngày bắt đầu thì ngày chúng ta là bình thường thì khóa học nó sẽ không hiển thị nó chỉ hiển thị cái tên thôi khi chúng ta bắt đầu vào ngày nào thì chúng ta chọn chọn đây còn ngày kết thúc thì chúng ta cũng thể có thể bấm, bấm chọn ngày kết thúc tức là cái ngày sẽ đóng cái, cái khóa học này lại rồi mô tả, mô tả thì chúng ta sẽ mô tả cái môn của chúng ta. Mô tả cái môn của chúng ta chẳng hạn môn dung sai là cái gì đó. Đó, có thể là chúng ta sẽ mô tả luôn cái mục tiêu chương trình trong đây. Tập tin này là hình ảnh, hình ảnh này là cái hình ảnh hiển thị, hình ảnh hiển thị có thể chúng ta chọn hoặc không. Ha tùy mọi người chúng ta có thể chọn hay không. Mục tiếp theo là định dạng khóa học. Thì chúng ta có những cái mục định dạng ha, định dạng theo chủ đề vân vân. Thì cái này thì quý thầy cô có thể tự khám phá thêm giao diện giao diện ở đây thì chúng ta có giao diện mặc định này giao diện mặc định tập tin đăng tải chuyện này rất là quan trọng nha tùy thuộc vào quý thầy cô xem qua quý thầy cô có cần học sinh tải lên hệ thống hay không và tải bao nhiêu thì chẳng hạn như chúng ta giới hạn là một cái tập tin của học trò tải lên không được quá 20 mê thì chúng ta sẽ chọn 20 mê được chưa đó thì chúng ta lưu ý chỗ này chẳng hạn như đôi khi chúng ta cần học sinh nộp bài ấy, thì chúng ta sẽ chọn ở đây và lời khuyên là quý thầy cô cũng nên chọn các cái mức vừa phải để chúng ta có thể à, cái hệ thống chúng ta không bị quá tải kiểm tra tiến độ hoàn thành có hay không thì chúng ta chọn có ha rồi các cái mục khác thì chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm chẳng hạn như có chia nhóm vân vân có chia nhóm vân vân sau khi chúng ta đã điền các mục đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ bấm vào lưu và cho xem lưu và cho xem như vậy là chúng ta đã có được cái tạo cái môn đầu tiên là dung sai lắp ghép, dung sai lắp ghép. đó quý thầy cô có thấy không ạ? Ừ. rồi để hiện giờ thì nó đang ở chế độ xem và chưa có nội dung thì chúng ta cứ bật qua chế độ chỉnh sửa ở trên góc bên đây. bật chế độ chỉnh sửa thì chúng ta sẽ hiển thị ra các chế độ chỉnh sửa, hiển thị ra các chế độ chỉnh sửa. rồi sau khi chúng ta bật chỉnh sửa xong thì chúng ta sẽ làm một cái cấu trúc cơ bản của một môn học cấu trúc cơ bản của một môn học thì đầu tiên chúng ta sẽ có là tổng quan về môn học thì chúng ta cứ bấm vào đây ha chúng ta đánh chữ tổng quan rồi sau khi chúng ta bấm xong chúng ta bấm enter thì tập nhất nó tập lập tức nó sẽ cập nhật cái thông tin về tổng quan rồi tiếp theo chúng ta sẽ có chủ đề về nội dung môn học chúng ta bấm vô thêm chủ đề thêm chủ đề thì chúng ta sẽ có là chủ đề một là nội dung môn học. Thì chúng ta cứ click vào đây chúng ta chỉnh sửa nội dung môn học. môn học. Rồi, chúng ta cũng bấm enter, nó sẽ tạo thêm một cái mục nội dung môn học nha. Rồi, cuối cùng là cái mục mà nội, nội dung lớn tiếp theo đó là tài liệu tham khảo. Thì chúng ta bấm vào tài liệu tham khảo chúng ta cũng bấm enter thì nó cũng sẽ tự động nó cập nhật tự động cập nhật tài liệu tham khảo sau khi chúng ta đã tạo xong cái cấu trúc của môn học xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị các cái tư liệu để chúng ta có thể là xây dựng một bài giảng thì ở đây thì em hướng dẫn cho quý thầy cô cách thức mà chúng ta xây dựng một cái tư liệu ha thì các tư liệu thì theo em thì nên mọi người nên tạo một cái thư mục trên google drive của mình Nha, có từng môn riêng lẻ như thế này có từng môn riêng lẻ như thế này và tất cả những cái nội dung mà của môn của mình kể cả file lý thuyết hoặc là ba boy thì chúng ta nên bỏ vào một thư mục một duy nhất thì lý do là nếu mà nó nằm ở trên cái google drive thì mọi người có thể uh, xem được các cái thông tin trên đây một cách dễ dàng và cái việc mà chúng ta copy qua bên uh, các cái trang đó, nó cũng sẽ thuận lợi hơn nó cũng sẽ thuận lợi hơn uh, mọi người lưu ý giúp em ha. nếu mà chúng ta nằm trên đây thì nó cái cách thức mà chúng ta làm nó cũng sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta xây dựng các cái bài giảng chúng ta xây dựng các bài giảng ở đây đó mọi người thấy à rồi thì bây giờ đầu tiên thì đầu tiên cái cái nội dung đầu tiên hôm nay thì em giới thiệu đó là à, chúng ta sẽ làm một cái bài trong cái nội dung môn học này đó thì chúng ta làm một cái bài đầu tiên chúng ta sửa lại thành bài 1 bài 1 bấm miền dung sai như vậy dung sai mình dùng sai rồi chúng ta bấm enter thì chúng ta có mình dùng sai nó có bài 2 là ví dụ chẳng hạn như bài 2 là bài 2 là lắp ghép đó, chúng ta bấm như, như vậy thì chúng ta đã có những cái bài và chúng ta có bao nhiêu bài chúng ta thêm bao nhiêu chủ đề vào đây thì nó sẽ cứ tạo thêm rồi bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái bài đầu tiên và cũng theo yêu cầu thì chúng ta chỉ cần làm cái bài một một, một, một bài giảng thôi thì chúng ta sẽ thực hiện ở đây thì để làm bài giảng này nên là chuẩn bị một cái khoai quạt một khoai quạt và khoai này nó sẽ có đầy đủ các cái nội dung mà chúng ta cần thiết dù dung ra lắp ghép ha các loại dung sai lắp ghép đây một mục nè các giá trị sai lệch của dung sai lắp ghép rồi tiếp tục là các loại lắp ghép trên bề mặt trơn thì chúng đây đây ở trong các cái nội dung này em cũng đã có sẵn các cái hình ảnh rồi các hình ảnh rồi thì mọi người có thể là dễ dàng là up lên này và bên cạnh đó, bên cạnh đó thì do các cái uh, ưu điểm của Google nên nó sẵn sàng nó kiểm tra luôn cho chúng ta các cái quy định, các quy chuẩn về chính tả luôn nên chúng ta sẽ sử dụng như thế này rất là dễ dàng. Mọi người cứ up cái file lên và sau đó chúng ta sẽ tạo uh, các cái thông tin bên kia thì uh, nó sẽ dễ dàng hơn. thì để làm cái nội dung thứ nhất, làm nội dung thứ nhất này thì bấm vào miền dung sai chúng ta bấm vào thêm chúng ta bấm vào trang <laughs> trang thì khi chúng ta lít vào trang rồi chúng ta bấm vào sorry chúng ta bấm vào thêm chúng ta bấm vào trang như thế này thì đầu tiên chúng ta sẽ có tên của cái bài ở đây chúng ta tên có bài là các loại kích thước cần nắm gõ trong dung sai chúng ta bấm sao chép qua. Nói với thầy cô thấy là khi mà chúng ta đã chuẩn bị nội dung đầy đủ rồi thì chúng ta làm rất là nhanh. Tiếp theo chúng ta sẽ copy toàn bộ cái nội dung của cái mục các loại dung size cấp kích thước chúng ta cũng sao chép và chúng ta copy qua, copy qua. Đó. Thì chúng ta đã có cái nội dung như thế này. Qua chúng ta thấy rằng ở đây thì nó đang ghi bằng chữ đậm thì chúng ta cứ chỉnh nó lại thành chữ chữ thường là xong rồi những cái mục nào mà quý thầy cô thấy cần điều chỉnh thì quý thầy cô sẽ điều chỉnh ở đây đó, thu nhỏ phóng to gì đó thì chúng ta có thể điều chỉnh một cách dễ dàng sau khi chúng ta để nội dung vô xong thì chúng ta đã hoàn thành cái nội dung thứ nhất nội dung thứ nhất rồi ở các cái mục này thì chúng ta sẽ có thể thêm vào wow, chẳng hạn như thiết lập chế độ nhóm ha có có chia nhóm hay không ẩn với giảng viên ẩn với các cái à, thông tin rồi điều kiện truy cập thì chúng ta có điều kiện truy cập chẳng hạn như chúng ta có ngày truy cập và các cái thông tin khác đó thì chúng ta có thể là chọn các cái điều kiện truy cập ở đây hoàn thành các hoạt động thì ngày dự kiến hoàn thành là bao lâu thì chúng ta có thể chọn các điều kiện ở đây thì quý thầy cô có thể là tìm hiểu thêm rồi em bấm vào cho xem thì như vậy là nó đã hoàn thành các cái nội dung đầu tiên của chúng ta rồi chúng ta tiếp tục cái nội dung tiếp theo chúng ta lít vào cái dấu ba chấm này chúng ta bấm vào miền dung sai rồi, chúng ta tiếp tục chúng ta có một cái nội dung đầu tiên ha tiếp theo là nội dung tiếp theo là các giá trị sai lệch của dung sai lắp ghép nha thì chúng ta bấm vào thêm vào cũng là trang đó, thì chúng ta bấm vào các giá trị sai lệch của dung sai lắp ghép rồi chúng ta cũng nếu có mô tả thì chúng ta mô tả ha còn nếu không có thì thôi rồi chúng ta cũng copy các cái nội dung này vào rồi chúng ta copy qua đây đó rồi chúng ta chỉnh lại format lại cho nó đẹp lại hoặc là chúng ta có thể bổ sung thêm các cái hình ảnh gì đó thì chúng ta có thể bổ sung vào đây thêm rồi sau khi chúng ta làm xong chúng ta bấm vào thì chúng ta đã hoàn thành được cái nội dung thứ hai chúng ta hoàn thành được nội dung thứ hai tiếp tục rồi chúng ta bấm ra trang chủ rồi chúng ta ở đây chúng ta sẽ các loại lắp ghép bề mặt trơn các loại bề mặt trơn ở đây quý thầy cô thấy rằng ở đây nó có hình ảnh ha thì cô lưu ý giúp em đó để đây nó có hình ảnh và em sẽ thử đưa qua thì quý thầy cô sẽ thấy rằng hình ảnh nó cũng sẽ tồn tại đầu tiên chúng ta bấm vào đây chúng ta bấm vào trang nha rồi chúng ta sẽ chọn là các loại lắp ghép bề mặt trơn chúng ta bấm sao chép chúng ta bấm vào đây à xin lỗi là em đã bấm nhầm vào cái 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 cái, cái nội dung sửa ha bây giờ chúng ta hủy bỏ chúng ta bấm vào thêm ở đây thì hôm nay chúng ta bấm vào trang. Rồi chúng ta bấm vào các loại gấp web mười đặc chân. Rồi chúng ta kéo xuống này, chúng ta có nội dung đúng không? Chúng ta copy toàn bộ cái nội dung này qua. Nhớ quý thầy cô bấm control nha. Rồi chúng ta bấm control C, chúng ta paste qua thì quý thầy cô thấy rằng là nó paste luôn cho chúng ta hình ảnh qua một cách dễ dàng. Như vậy thì chỉ cần chúng ta format ở bên cái trang Google Docs thì nó sẽ bên đây nó sẽ có các hình ảnh thông tin luôn và do các cái hình ảnh của chúng ta đã up lên mạng rồi nên là hình ảnh mạng bên đây nó sẽ giữ nguyên các cái hình ảnh mạng bên đây cho chúng ta đó là cái ưu điểm mà khi mà chúng ta tạo các bài giảng ở trên Google một cái thư mục như thế này nó sẽ tổng hợp với chúng ta toàn bộ luôn ha rồi chúng ta sẽ bấm vào lưu cho cho xem thì như vậy là chúng ta đã có ba cái nội dung của cái bài giảng miền dung sai cái bài một miền dung sai rồi bây giờ để nhúng một cái slide của uh, Google thì chúng ta chọn ha ở đây em đã up một, sẵn một tạo một cái Google slide ở đây tức là Google PowerPoint chúng ta up vào đây hoặc là chúng ta sẽ bấm chuột phải chúng ta chọn Google trang trình bài như thế này thì nó cũng sẽ tạo một trang mới một số lưu ý cho quý thầy cô khi chúng ta thực hiện trên Google PowerPoint, PowerPoint đầu tiên là khi mà chúng ta copy PowerPoint qua thì khả năng nó không có giữ được các cái hiệu ứng thì chính vì vậy chúng ta cứ copy nội dung qua sau đó chúng ta sẽ làm hiệu ứng lại thì đầu tiên quý thầy cô vô cái chỗ thế này trang trình bày quý thầy cô chọn chuyển đổi chuyển động gì đó đây chúng ta click vô đây thì nó sẽ hiển thị một cái thanh công cụ bên hông cho chúng ta đúng không rồi ở đây chẳng hạn như cái chữ miền dung sai này chúng ta muốn nó chuyển động thì chúng ta bấm là sao bấm vào đây chuyển động trang trình bày nè thì cái là chuyển động nguyên cả cái trang và ảnh hoạt động của ảnh đối tượng thì chúng ta chỉ hoạt động của cái đối tượng đó thôi khi chúng ta lít vào đối tượng thì nó hiện thị ra chẳng hạn chúng ta thêm một ảnh vào chẳng hạn như là di chuyển uh, gõ dần chúng ta bấm phát thử ha thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ gõ dần khi chúng ta lít chuột vào dừng khi không nhấp chuột sau sao hoạt động trước đó thì cũng giống như là cái 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 boy bình thường của mình thôi nhưng mà ở đây nó sẽ có các cái thông tin cái bên hông của chúng ta bây giờ cô lưu ý ha và chúng ta sẽ tạo các cái hoạt cảnh tạo các cái hoạt cảnh cho các hình ảnh này ví dụ chẳng hạn gõ vàng khi lớp chuột nào vân vân thì em đã tạo hoạt cảnh sẵn rồi và quý thầy cô có thể tìm hiểu thêm bằng cách là vô trang trình bài chọn chuyển đổi chọn chuyển đổi điều lưu ý khi mà chúng ta làm trong đây xong rồi thì chúng ta sẽ muốn chuyển qua bên kia chúng ta làm cách nào thì chúng ta sẽ thực hiện như sau các bước như sau bước như sau đầu tiên chúng ta sẽ thêm một nội dung vào đây chúng ta tiếp tục bấm là trang rồi chúng ta cũng nhập cái tên nội dung tiếp theo là miền dung sai tức là vẫn không phải có tiêu đề nhá rồi sau đó chúng ta xuống phần nội dung phần nội dung thì phần nội dung này chúng ta để cho nó hiển thị được cái phần À, thông tin đó thì chúng ta cần phải làm như sau Đầu tiên chúng ta phải bấm vào cái dấu html này html Bấm vào Để cho nó chuyển qua chế độ html Tiếp theo Ở ba boy chúng ta sẽ bấm vào tệp Hoặc là cái chỗ file đầu tiên chúng ta chọn xuất bản lên web Cái chuyện này rất là quan trọng nha quý cô, chúng ta bấm xuất bản lên web Rồi sau khi bấm xuất bản lên web rồi chúng ta Bấm vào nhúng ở đây thì tại vì em mà bấm đã xuất bản đã xuất bản nên quý thầy cô à, à, có thể bấm chỗ đã xuất bản đây được chưa? rồi chúng ta chọn cỡ của nó chọn dây mặc định thì tùy thuộc vào cái dây hoạt động chúng ta cứ chọn bình thường ừ. rồi sau đó chúng ta bấm cần cho lít vô đây chúng ta bấm cần cho na chúng ta copy toàn bộ cái nội dung này và chúng ta sẽ dục qua đây chúng ta enter xuống chúng ta dục qua đây Dùng ở đây như thế này Quý thầy cô đừng quan tâm trong đây nó chứa cái gì Đừng quan tâm trong đây nó chứa cái gì ha Chúng ta sẽ à, bấm đây và chúng ta khi mà chúng nó chúng ta bấm HTML lại Đó quý thầy cô thấy rằng là nó đã hiển thị cả cái tên miền dung sai của chúng ta ở đây Rồi sau đó chúng ta sao bấm sell Lưu cho xem Ừ. Rồi như vậy thì chúng ta các cái file của chúng ta đã đã được đưa vào đây, đã đưa vào đây, ok ha. Rồi quý thầy cô thấy rằng là đây là cái kết quả của chúng ta ha Kết quả của chúng ta hoặc khi chúng ta lít vào Nó vẫn có những cái chuyển động Dẫn những cái chuyển động mà như chúng ta mong muốn Và học sinh cũng vậy Sau khi mà họ họ xem á Thì nó vẫn có các cái hiệu ứng như thế này Hiệu ứng như thế này đó, Khi chúng học sinh lít, lít vào xem ha Rồi bây giờ chúng ta quay lại các cái bài đầu tiên của chúng ta Chúng ta thử là cái kết quả của mình ha Thử là kết quả của mình Chúng ta chắc tắt, tắt chế độ chỉnh sửa đi Rồi nó thành cái chế độ bình thường rồi mà đầu tiên là cái bài đầu tiên nè đó quý thầy cô thấy không nó sẽ có đầy đủ các cái nội dung mà quý thầy cô đưa vào đây học sinh muốn chọn cái bài thứ hai này, có cái nội dung lắp ghép và có hình ảnh đầy đủ ha hình ảnh đầy đủ và cuối cùng là các cái miền dung sai chúng ta thấy không ạ ừ. thì chúng ta có học sinh sẽ xem ở trong đây xem trong đây đó các quý thầy cô thấy rằng nó có các hiệu ứng và học sinh có thể là tương tác ở đây ở đây thì chúng ta có những cái chế độ chẳng hạn như toàn màn hình hay là tự động phát hay gì đó, đó thì nó 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 sẽ có các cái thông tin rõ ràng để học sinh có thể truy cập được, truy cập được, đó. thì à, bây giờ chúng ta quay lại cái bài của chúng ta, thì còn một phần nữa em sẵn em sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô luôn là cách thức chúng ta nhúng một cái video vào cái cái bài giảng của mình, chúng ta bật lại chế độ chỉnh sửa ha. bây giờ chẳng hạn như các cái loại dung sai lắp ghép bề mặt chân cái 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 uh, sai lệch chúng ta lắp ghép này chúng ta muốn sửa qua chúng ta bổ sung nội dung thì chúng ta click vào đây Đó, xin lỗi em bắt lại chúng ta bích vào cái dấu cái 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 này chúng ta đích vào chỉnh sửa chỉnh sửa các cài đặt rồi ở đây chúng ta muốn thêm một cái video ở dưới đây muốn thêm một video dưới đây thì chúng ta sẽ làm như sau ở đây thì em đã có một cái video sẵn rồi chúng ta sẽ bấm vào chia sẻ ha chúng ta vào bấm chia sẻ ở đây chúng ta cũng có một cái chế độ gọi là nhúng rồi chế độ nhúng rồi sau đó chúng ta copy toàn bộ copy toàn bộ các cái nội dung này vào hệ thị nhúng hiển thị trình diễn pháp quan quăng rồi sau đó chúng ta qua đây chúng ta để con chỏ ngay chân cuối ngay chân vị trí mà chúng ta muốn chèn sau đó chúng ta bật chế độ html lên vì thầy cô lưu ý nha Chúng ta phải copy cho đúng cái đoạn đó Chẳng hạn như chúng ta muốn đặt ở cuối thì chúng ta đặt ở đây Chúng ta bấm càng V về Nó sẽ chèn cái đoạn code vào ngay trang vị trí mà chúng ta mong muốn Rồi chúng ta bắt tab lên Và chúng ta kéo xuống thì nó sẽ có cái cái nội dung này Đó quý thầy cô thấy không ạ đó, Hoặc là chúng ta có thể insert video ở trên đây Ở đây chúng ta sẽ có insert bằng cái đường link Thì thằng này nó cũng sẽ đơn giản hơn cho quý thầy cô nhưng mà quý thầy cô sẽ không cần căn thiệp vào code ví dụ chẳng hạn như em copy cái đoạn, này em sụt nguồn vào đây đó chúng ta em insert thì nó cũng sẽ ra cái 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 đoạn như thế này ha nhưng cái này là chúng ta không coi trực tiếp trên trang của mình được trang mình được bây giờ cô lưu ý ha rồi chúng ta bấm sale lại theo lại rồi như vậy là chúng ta đặt hoàn thành một cái bài giảng về bài mình dùng sai mình dùng sai đó, quý thầy cô thấy rằng là cách thức làm thì nó cũng rất là đơn giản cách thức làm nó cũng rất là đơn giản nó hy vọng rằng là qua hướng dẫn này thì quý thầy cô có thể thực hiện được à có một điểm em quên đó là khi mà quý thầy cô đã hoàn thành một cái bài giảng xong thì quý thầy cô cứ bấm vào cái nút chìa khóa này ở đây chúng ta sẽ có một cái mã được gọi là mã lớp thì quý thầy cô cứ cung cấp cái mã lớp này cho học viên thì học viên sẽ có thể truy cập một cách dễ dàng vào đây thì vào đây ừ. chẳng hạn như đây là mã lớp là này chúng ta bấm sao chép ha rồi chúng ta bấm lưu thao đổi thì như vậy là học viên có thể dễ dàng truy cập vào đây đó thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ cần nhập mã số vào đây thì học viên có thể dễ dàng truy cập vào các cái bài giảng của chúng ta và ở đây là bài giảng của chúng ta dùng sai lắp ghép ừ. như lắp ghép nó lịch vào ừ. rồi tương tự các cái bài về bài 1 bài 2 thì bài ba gì đó thì quý thầy cô cứ tiến hành làm cách bình thường cách bình thường à, mọi thắc mắc thì quý thầy cô cứ comment bên dưới em sẽ giải đáp cho mọi người và chúc mọi người thành công trong quá trình mà xây dựng bài giảng à, bên cạnh đó thì quý thầy cô muốn thực hiện một cái nội dung hướng dẫn nào nâng cao thì mọi người cứ comment em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức mà chúng ta làm các bài tập nâng cao à, hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip hướng dẫn sau xin chào tạm biệt